Mà cái gốc bệnh của chúng sinh là gì? Gốc bệnh của chúng sinh là bị luân hồi ở trong cái tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ ông cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã tìm ra được cái bệnh, cái gốc bệnh của chúng sinh là do cái tâm phan duyên, là do mình nhận thức những cảnh vật bên ngoài rồi mình chấp cái ngã của mình, rồi mình sẽ chấp pháp ở ngoài, do đó cái tâm phân biệt nó nổi lên. Thành ra quý vị thường thường thấy trong kinh thường thường nói đến cái bản tâm vô sanh. Những bậc mà thanh tịnh pháp thân họ chứng vô sanh pháp nhẫn, là tức là cái chỗ mà cái tâm họ không còn vọng động nữa, cái tâm họ không còn sanh khởi nữa, mới gọi là tâm vô sinh. Mà muốn được cái tâm vô sinh á, thì cái duyên tâm phan duyên nó phải bị diệt trừ đi, thì cái tâm thanh tịnh mình nó mới hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trên cái cõi thế gian này, hầu hết chúng sinh đều đặt một cái câu hỏi là tại sao chúng ta bị luân hồi. Quý đại chúng cũng thường ngồi một mình mà quý đại chúng cũng đặt câu hỏi đó, tại sao chúng ta bị luân hồi. Và hôm nay thì quý đại chúng đã thấy rõ cái vấn đề, là tại vì đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho chúng ta biết rằng sở dĩ mà hầu hết chúng sinh bị luân hồi là tại vì chúng sinh tạo cái nghiệp tạo tác, do cái phan duyên nó tạo thành mà bị tái sanh ở trong ba cõi A Di Đà Phật. Và quý vị thấy rõ ràng cái tâm phan duyên rất là đặc biệt, bởi vì nó là nguồn gốc của bệnh sanh tử luân hồi. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng chúng sinh vốn chấp ngã, do đó mà sanh ra trong cái cảnh giới nào thì tâm phan duyên trong cảnh giới đó nó hiện hành. Bây giờ chẳng hạn như quý vị sanh ở trong cái cảnh giới dục thì tâm phan duyên nó duyên theo cảnh giới dục, nó sanh ra cái bản tâm là tham sân và si. Bây giờ quý vị sanh lên cái cõi trời sắc giới, trong cõi trời sắc giới thì cái tâm chúng sinh nó không còn là tham sân si nữa, nó biến mất đi cái tham mà nó còn sân và si. Chúng sinh ở cõi trời sắc giới họ không còn dục nữa, do đó cái dục giới nó đã mất rồi, cái dục môi giới đã mất trong tâm họ rồi, nhưng mà cái sân họ vẫn còn, cái si họ vẫn còn. Do đó ở cõi trời sắc giới thì còn sân và si. Tiến lên một bậc cao hơn nữa, ở cõi trời vô sắc giới thì nó không còn sân nữa mà nó chỉ còn si. Do đó những cái gì mà chư thiên ở trên cái cõi trời này họ si mê ở trong cái thiền định, họ đắm chìm ở trong thiền định. Do đó họ không có cái lòng độ sinh, và họ không có hiểu được cái tự tánh thanh tịnh. Do đó họ cũng nằm ở trong cái sự tham đắm thiền định, rồi sau đó họ cũng bị rớt trở lại và chịu trong cái cảnh luân hồi. Quý vị thấy chư thiên ở cõi trời phi tưởng xứ, họ cũng ở trong cảnh giới này một cái số tuổi thọ chừng 84.000 năm của cái cõi trời, và họ cũng trở về để làm chúng sinh lại thôi. Đây là cái chỗ mà họ đắm chìm ở trong thiền định, họ cố ép mình tâm họ trong thiền định mà họ chưa biết được cái bản tâm của họ vốn là nhất như chân như thanh tịnh. Nếu mà họ biết được cái bản tâm vốn là nhất như chân như thanh tịnh thì họ không bao giờ họ ép tâm của họ, bởi vì ép tâm thì có ngày tâm nó sẽ quay trở ngược lại cái hành trạng cũ. Cái chỗ này là chỗ si của mấy ông chư thiên ở cõi trời vô sắc giới. Bởi vì cái tâm phan duyên này nó hiện hành và nó khởi cái sự phân biệt ở trong ba cái tâm giới, do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dạy rằng cái tâm phan duyên này nó nằm ở trong ba cõi, và muốn phá được cái bản tâm này thì phải làm sao? Muốn phá được cái bản tâm này thì chỉ dùng một cái phương pháp, đó là phương pháp mà quý vị vừa đọc vừa nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc, đó là phải dùng cái tâm vô sở đắc. Nếu mà tâm tất cả quý đại chúng mà được cái chỗ vô sở đắc rồi đó thì tâm phan duyên tự động nó bị diệt trừ. Như vậy là quý vị đã học một cái pháp tu rất là rõ ràng. Cái nguồn gốc của bệnh sinh tử luân hồi nó do cái tâm phan duyên. Mà muốn diệt trừ được cái tâm phan duyên thì phải chứng được cái tâm vô sở đắc.
Bởi vì vậy mà các chư tổ ở trong thiền tông, những gì mà cổ đức ở trong thiền tông, các ngài đã hiểu rõ được cái điều này. Nên quý vị thấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài thường dạy các tăng chúng là tông tông môn của thiền tông gốc của nó vốn là vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Quý vị thấy bên thiền tông gom lại tất cả những cái pháp học pháp hành của mười phương chư Phật qua có sáu chữ thôi: vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Cộng lại quý vị thấy vô niệm là tất nhiên mình không có phan duyên, mà hãy hả vô niệm rồi đó thì mình không có trụ, tất nhiên là mình không có bị cái cảnh nó chi phối, mình không bị pháp chi phối, thì bây giờ mình đạt đến chỗ vô sở đắc. Thành ra trong cái tông môn của thiền tông đó, các chư tổ dạy các tăng sĩ đó là phải làm sao đạt đến cái chỗ vô niệm, vô trụ và vô sở đắc, thì bây giờ cái tâm tự nhiên nó đạt đến cái sự an lạc và nó đạt đến cái thanh tịnh niết bàn. Giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh văn. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài. Ly được cả hai gọi là vô sở đắc. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng rất có phước khi nghe được cái bản kinh này mà ngài cư sĩ Duy Ma Cật ngài giảng rất là thâm sâu, để cho quý vị biết cách gỡ trừ những cái bản tâm mà quý vị đang vướng mắc, những cái bản tâm mà nó tạo tác để nó lôi tất cả quý vị vào trong con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy rằng cái người mà thật sự giác ngộ và chân tu và muốn thật sự thành được cái đạo quả thì cái việc đầu tiên là phải trừ cái tâm phân duyên, tất nhiên là trừ đi cái gốc bệnh. Mà cái muốn trừ cái tâm này á, thì phải diệt bỏ cái kiến chấp và cái vọng chấp. Kiến chấp tất nhiên là cái thấy ở bên ngoài, cái thấy bên ngoài do các duyên của trần nó tạo tác, gọi là kiến chấp. Và vọng chấp là những cái sự phan duyên của cái cảnh bên ngoài nó tạo thành sự phân biệt, nó làm cho tư tưởng phải sanh ra những cái suy nghĩ, kêu là vọng tưởng hay gọi là vọng chấp. Hai cái này là do phan duyên nó tạo tác. Kiến chấp tức là mình nương theo các pháp bên ngoài mà sanh ra cái tâm phân biệt. Do đó quý vị càng phân biệt, quý vị càng phàm phu. Quý vị càng phân biệt, quý vị càng bị cái tâm tham sân và si nó chi phối. Quý vị ít phân biệt thì cái tâm tham sân si nó càng ít chi phối quý vị. Người nào mà trên con đường tu cái tâm phân biệt mà nó lẫy lừng, nó rất là nhiều, là quý vị biết là quý vị tu chưa đến đâu hết á. Quý vị càng tu, khi mà hiểu được thực tướng các pháp, tự nhiên cái tâm phân biệt của quý vị lần lần nó lặn mất. Tại vì nó hiểu các pháp rồi, nó không cần phải tìm hiểu nữa, nó không cần tìm hiểu một cái gì ở trên cái thế gian này nữa hết. Do đó nó lặn an thì cái tâm phân biệt nó hết. Mà hễ tâm phân biệt nó hết thì tâm vô sanh nó mới hiện tiền. Như vậy thì cái tâm phân biệt nó là từ cái tâm chấp ngã, chấp pháp, từ cái tâm phan duyên mà nó sanh ra muôn ngàn cái vọng chấp ở trong tâm. Từ đó phiền não điên đảo nó phát sinh. Giờ thầy thí dụ thôi, quý vị dùng cái lỗ tai quý vị là lỗ tai để nghe cái âm thanh. Bây giờ cái lỗ tai là cái căn, nó duyên với cái trần bên ngoài, là quý vị nghe được cái âm thanh của mọi chúng sinh. Khi mà mọi chúng sinh họ nói một cái điều gì đó mà nó oan ức cho quý vị, họ nói một cái điều gì đó mà phỉ báng quý vị, thì làm sao? Lập tức cái lỗ tai quý vị nghe cái điều đó là cái tâm phân biệt quý vị nó nổi lên liền. Nó nổi lên, nếu mà người ta phỉ báng mình thì sao? Cái tâm phân biệt nó nổi lên những vọng tưởng sân si. Rồi nếu mà quý vị nghe người ta khen ngợi quý vị thì cái tâm phân biệt nó làm gì? Nó nổi lên cái tư tưởng hoan hỷ, là tại người ta đang ca tụng mình, người ta đang ca ngợi mình.
Đó là cái tâm phan duyên mà quý vị cần phải trừ. Những người mà họ tu cao rồi, cái sự khen chê của chúng sinh bên ngoài nó không còn ảnh hưởng nữa. Bởi vì họ đã hiểu được thực tánh của các pháp rồi, họ không còn chấp pháp nữa. Do đó họ không còn bị những cái tâm phan duyên bên ngoài nó chi phối. Vì thế mà muốn mà vượt thoát được cái luân hồi sanh tử khổ não, mà muốn chứng được cái an lạc đại bát niết bàn, thì người thật sự chân tu phải diệt kiến chấp. Nghĩa là chúng ta nhìn ra bên ngoài cảnh vật sơn hà đại địa chúng ta đều thấy hết. Quý vị đừng nói là người tu không thấy. Quý vị dòm, quý vị vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, quý vị dòm, quý vị nhận thức được như mọi chúng sinh. Nhưng mà mọi chúng sinh chấp tất cả mọi hình tướng đem vào trong tâm, do đó nó biến thành những cái tư tưởng vọng kiến điên đảo. Nhưng mà ngược lại quý vị là người tu, dòm bên ngoài biết hết nhưng mà không có trụ nó. Thành ra cái chỗ này bên thiền tông gọi là vô trụ. Mình không có trụ trong cảnh đó. Mình thấy hết. Người ta chửi mình vẫn nghe. Người ta làm những cái điều mà phỉ báng bằng hành động mình vẫn thấy. Nhưng mà mình không chấp. Cái chỗ này gọi là vô trụ. Chứ đừng nói là người tu không thấy. A Di Đà Phật. Cái người con gái đẹp người ta đi ngang qua quý vị, giờ quý vị vẫn biết đẹp. Nhưng mà những cái người mà họ tâm dục á, khi mà họ thấy đẹp thì họ suy tưởng đến những cái đẹp, họ đi càng ngày càng xa. Nhưng mà người tu người ta ngó qua người ta biết đẹp rồi, người ta chỉ nói chỉ đẹp rồi nó biến mất, nó không còn một cái gì nữa hết. Người ta không còn suy tưởng một cái điều gì nữa hết. Bởi vì tâm dục ở trong người của người ta đã hết rồi. Như vậy thì cái cảnh vật bên ngoài chúng ta đều thấy biết, nhưng mà trong tâm không có khởi tâm mong cầu, không khởi ca tâm tìm hiểu, thì bây giờ tâm phân biệt tự động nó bị mất đi, nó không còn phát sinh nữa. Mà khi mà tâm phân biệt nó mất đi thì tất nhiên là sao? Là các pháp bây giờ nó nhất như. Nhất như là sao? Là quý vị chứng được cái pháp tánh, quý vị hiểu được cái pháp tánh, quý vị không còn bị cái pháp nó chi phối nữa. Cái kiến chấp của quý vị hồi đó giờ nó nằm ở trong tâm, tự động nó tiêu trừ. Giống như là băng giá mà nó gặp mặt trời, ánh nắng mặt trời, tự động nó tiêu trừ mất hết. Khi mà kiến chấp nó đã tiêu trừ rồi, tức là kiến chấp mà quý vị thấy bên ngoài nó tiêu trừ rồi, tức là gì? Là sáu trần nó đã tiêu rồi. Khi mà sáu trần nó đã tiêu rồi thì sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó không còn cái nơi để nương tựa nữa. Bởi vì sáu căn của mình nó nương tựa theo sáu trần hà. Mà bây giờ sáu trần đã tự động nó tiêu rồi thì sáu căn không còn nơi nương tựa nữa. Do đó nó không còn sanh ra được cái vọng chấp. Bây giờ thì sáu căn tự động được tịnh và giải thoát. Quý vị thấy cái pháp tu dễ dàng không? Rất là dễ dàng. Tại quý vị chấp thôi. Chấp sanh ra đủ thứ kiến chấp phiền não hết. Hôm nay người ta gọi Đại sư Pháp Văn, người ta phỉ báng, người ta chửi rủa. Nhưng mà với một cái người mà đã hiểu đạo thì Đại sư Pháp Văn đâu phải là thầy. Đây là một cái giả danh của chúng sinh mà thôi. Mà Đại sư Pháp Văn cũng hằng hà hằng sa số trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, chứ đâu phải mình thầy đâu. Tại sao người ta chửi Đại sư Pháp Văn mình lại sanh tâm giận? A Di Đà Phật. Cái chỗ này cái lỗi là do ở mình. Tại vì mình còn chấp ngã. Mình còn chấp cái Đại sư Pháp Văn là tôi. Thành ra mình còn bị đau khổ. Mình còn bị phan duyên theo cái cảnh bên ngoài. Do đó quý vị tu đến cái giai đoạn mà không còn kiến chấp nữa, thì tự nhiên tâm quý vị được sự an lạc, được một sự khinh an vô cùng. Bây giờ thầy thí dụ nè. Thầy thí dụ để thấy quý vị thấy rõ ràng là cái tâm phan duyên của mình nó do cái sáu căn của mình nó duyên theo cái sáu trần mà nó sanh ra những cái điều mà rất là tác tệ và tạo nên nghiệp lực. Chẳng hạn như hồi đó giờ có những người Phật tử họ sống ở đồng quê.